Tô Lâm xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình tiếp tục xoay quanh những vấn đề liên quan đến xe không chính chủ. Nội dung mà hiện nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn đến từ người dân Việt Nam chúng ta, bởi đa phần người dân chúng ta ấy vẫn đang chạy xe của nhau, như vợ đi xe của chồng, con đi xe của bố mẹ hay bạn bè mượn xe của nhau. Do đó, thông qua video ngày hôm nay, Top 5 sẽ chia sẻ luật mới nhất nói về trường hợp nào thì bị phạt lỗi xe không chính chủ. Đầu tiên, các bạn cần hiểu đi xe không chính chủ là gì. Nói lôm la theo cách gọi của người dân chúng ta ấy, để các bạn có thể dễ hiểu, đó là chỉ việc chạy xe nhưng xe đó không phải của mình, cà vẹt xe đó không mang tên của mình. Còn nói về lỗi xe không chính chủ, đó là căn cứ theo điểm A khoản 4, điểm 1 khoản 7, điều 30 của Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, lỗi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong cà vẹt xe sang tên của mình khi mua xe, được tặng cho xe, được thừa kế xe. Và khoản 10, điều 80, Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ cũng nói rõ chỉ xử phạt lỗi xe không chính chủ thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc qua công tác đăng ký xe. Có nghĩa là nếu bạn mua xe, được cho tặng xe, được thừa kế xe mà bạn không đi làm thủ tục sang tên xe, sau đó chẳng may liên quan đến một vụ tai nạn giao thông hoặc thông qua công tác đăng ký xe mà cơ quan chức năng phát hiện được bạn chưa làm thủ tục sang tên xe, thì khi đó bạn sẽ bị phạt lỗi xe không chính chủ. Còn khi bạn mượn xe của người thân, bạn bè, đồng nghiệp lưu thông trên đường một cách bình thường thì cảnh giao thông ấy sẽ không kiểm tra lỗi xe không chính chủ, và bạn chắc chắn nha sẽ không bị phạt lỗi xe không chính chủ trong trường hợp này, các bạn lưu ý. Top 5 sẽ lấy hai ví dụ cụ thể để các bạn có thể dễ hiểu hơn ở nội dung này như sau. Ví dụ 1, anh A có mượn được một chiếc xe Winix của anh B. Anh A lưu thông trên đường một cách bình thường, không vi phạm về các quy định khi tham gia giao thông, thì anh A hoàn toàn yên tâm là sẽ không mắc phải lỗi xe không chính chủ. Kể cả trường hợp cảnh giao thông ấy có dừng xe anh A lại và kiểm tra giấy tờ xe khi tham gia giao thông, thì anh A chỉ cần xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ cần mang theo như sau. Đầu tiên, cà vẹt xe. Tức là anh A phải mang theo cà vẹt của xe đang mang tên anh B mà anh A đã mượn, các bạn nha. Thứ hai, giấy phép lái xe của anh A. Thứ ba, bảo hiểm xe bắt buộc, anh A cũng mượn luôn anh B để mang theo. Và thứ tư là căn cước công dân của anh A. Nếu có đầy đủ các giấy tờ nêu trên thì anh A hoàn toàn có thể yên tâm, vì cảnh giao thông ấy sẽ không kiểm tra lỗi xe không chính chủ, và anh A chắc chắn sẽ không bị phạt lỗi xe không chính chủ trong trường hợp nêu trên. Ví dụ thứ hai, anh C có mua một chiếc xe Exciter phiên bản 1.5 của anh D nhưng chưa làm thủ tục sang tên xe và tham gia giao thông trên đường. Tuy nhiên, do anh C có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông khi lưu thông trên đường và bị cảnh giao thông dừng xe, khi này thì cảnh giao thông sẽ kiểm tra tới giấy tờ xe của anh C và phát hiện anh C chưa làm thủ tục sang tên xe. Và khi đó thì anh C sẽ bị phạt lỗi xe không chính chủ. Và khi này thì anh C sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 400 đến 600 nghìn đồng theo quy định của Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ. Ở phần tiếp theo, Top 5 xin lưu ý các bạn nhé, là đến thời điểm hiện tại thì cảnh giao thông vẫn chưa áp dụng việc kiểm tra giấy tờ trên ứng dụng VNeID, nên tốt nhất các bạn khi tham gia giao thông ấy nên mang theo đầy đủ bản gốc của các loại giấy tờ sau. Top 5 sẽ lưu ra chung của cả ô tô và xe máy để các bạn có thể tham khảo luôn. Thứ nhất là cà vẹt xe, tức là cái giấy đăng ký xe đấy. Thứ hai, giấy phép lái xe của bạn. Thứ ba, bảo hiểm xe bắt buộc. Thứ tư, giấy chứng nhận đăng kiểm đối với xe ô tô, còn xe máy thì không cần giấy tờ này. Thứ năm, căn cước công dân của bạn. Và ngoài ra nhé, sẽ còn một số loại giấy tờ đi theo các loại xe đặc chủng, xe chuyên dùng, xe chở hàng. Thì các bạn có thể tham khảo thông qua video 6 loại giấy tờ cần mang theo khi đi đường sau ngày 15 tháng 9 năm 2023. Hãy hiểu sao cho đúng theo thông tư số 32 mới. Mình đã có một video cụ thể rồi, các bạn có thể vào kênh TikTok của mình để tham khảo một cách chi tiết hơn. Và đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 muốn lướt qua nhanh để các bạn có thể tham khảo kỹ về luật mới nói về trường hợp nào thì bị phạt lỗi xe không chính chủ. Nội dung này đang được rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại. Top 5 cũng đã nói rõ rồi, đưa ra những ví dụ cụ thể rồi để các bạn có thể tham khảo được chính xác. Hy vọng thông qua video của mình, các bạn sẽ cập nhật thêm được nhiều thông tin hơn để tránh phải mắc phải nha những cái lỗi không mong muốn trong quá trình các bạn lưu thông trên đường. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.